Hôm nay anh Giang anh lên anh cắt hai cái cây xoài này các bạn. Hai cây xoài nó nằm trên nóc nhà hết nha các bạn. Nằm cặp dây điện hết luôn nè. Bên đây một làn dây điện các bạn. Nàng dài bên đó luôn đó. Hai cây này đâu có bằng cái cây bên kia. Bên kia là nó đường hơn có nhện chứ. Cây cắt cho bắt năm hả? Ui, có cầm dây đâu, chụp lên con ngọc anh. Chị chú chị gì chị cũng được. Bắt đầu anh Phương anh đi cây bên đây lên nha các bạn. Lên tiếp anh Giang cây này nha. Hai cây nằm gặp hai bên luôn nha các bạn. Đang cho ra bông quá là nhiều các bạn. Góc nó nằm trong nhà. Nằm trẻ đọt rồi. Rồi qua đi. Rồi,
rồi rồi, một không có xài. Không.
Đây, vừa đây xong các bạn. Đoạn đoạn khúc này là xong nha. Còn gian bên đây còn cái hộp. Gian xong hết trên nóc nhà các bạn, còn xuống vô nhà cắt cái góc kìa, hai cây này nằm trong nhà hết luôn. Chúng mày kìa nha, thích chưa? Xích ga. Oh.
nhẹ nhẹ nhẹ. Hết hồn. Hết.
Thảy qua đây nè, để cái lu đó. Cho ra ta cái cũ cục xuống luôn dễ thảy. Cái cũ chạm dài xuống luôn. Cái thiệt. Xuống đi, xuống cắt rồi. Xuống luôn đi. Gì nữa? Sao nha, chống hàng nhà luôn.